01 Trong một lần đi ăn ngoài hàng cách đây không lâu, tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái bàn bên. Cả hai bàn luận chuyện cưới xin, nghe rõ hài hước. Cô gái mặc váy xanh cao giọng, tớ bảo rồi, cậu 25 tuổi rồi, tranh thủ yêu rồi lấy chồng đi. Chờ đến lúc cậu 30 tuổi thì đàn ông tốt bị người ta cướp hết rồi. Đàn bà con gái qua 30 tuổi coi như bỏ, chẳng còn cái vốn gì để tự hào nữa đâu, cưới xin cũng chỉ cho có cô gái váy đỏ tay cầm cái cánh gà gặm lấy gặm để, gặm xong xuôi mới lau miệng cười khẩy, xong đến 35 tuổi thì ly hôn đúng không? Cô gái váy xanh đơ ra, ly hôn cái gì? Cô gái váy đỏ lại nói, 25 tuổi, cậu vội vã lấy chồng, không có thời gian để chăm chút cho bản thân cũng chẳng có thời gian để lựa chọn cẩn thận, cứ vớ bừa một người rồi tính sau. Đến ngày đám cưới, cậu nhìn mọi người xung quanh tất bật rồi lại nhìn xuống tà váy trắng mình đang mặc, cậu tự hỏi bản thân, Chúc cuộc mình có yêu anh ta không? Cậu chưa kịp nghĩ hết, quan khách bên dưới đã ồn ào, hôn đi. Hôn đi, cậu lại nghĩ thôi thì bên nhau lâu ác sẽ nảy sinh tình cảm. Trách nhau về sống chung, cậu đưa hết của hồi môn, anh ta góp một phần, hai người tiếp tục vất vả làm việc để trả khoản nợ mua nhà. 26 tuổi, người lớn trong nhà dục cậu đẻ em bé, chồng cậu khoanh chân ngồi trên ghế tính xem còn nợ bao nhiêu, sau đó nghiến răng nghiến lợi ra quyết định, ừ thì đẻ. 27 tuổi, cậu nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình, giặt giũ, nấu nướng, cho con bú và đợi chồng đi làm về. 28 tuổi, cậu vẫn ở nhà chăm con, vừa nhìn thằng bé vừa lau dọn nhà cửa và đợi chồng đi làm về. 29 tuổi, cậu tiếp tục ở nhà chăm con, vừa trông đứa nhỏ lúc lăng lê lúc chạy nhảy lúc khóc lóc ăn và vừa đợi chồng đi làm về. Chồng đi làm về, lập tức nằm dài ở sofa nghịch điện thoại. 30 tuổi, cậu thổi nến sinh nhật chồng cậu hỏi cậu điều ước gì. Cậu gắt gỏng, anh cắt bánh nhanh lên, con phải đi ngủ mai còn đi học. Trước khi đi ngủ, cậu nhìn trầm trầm vào bộ nội y cũ mềm mình đã mặc hơn một năm qua được phơi trong nhà tắm, chúng đều đã sức chỉ và bạc phết. 31 tuổi, cậu bắt đầu tìm việc làm, đi đi lại lại cả ngày mệt muốn chết, tối đến cậu vẫn phải cho đóng quần áo bẩn vào máy giặt, ngồi cạnh máy giặt mà gật gà gật gù. Nhưng cuộc sống vẫn chưa tha cho cậu, đứa con nhỏ đang cầm vở bài tập chờ cậu dậy. 32 tuổi, 33 tuổi, 34 tuổi, chớp mắt một cái, người của cả khu phố này đã gọi cậu bằng cô. 35 cậu không còn ngốc nữa, xung quanh có vài ba người bạn thật lòng là đủ, cậu cũng đã tráng cảnh lấy lòng người khác. Cậu học được cách trang điểm, ăn mặc cẩn thận mỗi khi ra ngoài, cậu còn học được cách vứt đi những món đồ cũ hỏng tích trong nhà. Thế nhưng những món đồ dễ dúng cậu có bổng khiến sự tưởng tượng của cậu ngừng lại. Chân đi đôi giày 150k, thì cậu làm sao có thể kiếm được 300k? 100 tệ. Cậu đột nhiên cảm thấy mình phải thay đổi số mệnh của bản thân, dù sao chồng cũng lấy rồi, con cũng đẻ rồi, làm bảo mẫu không công 10 năm trời coi như cũng đủ viên mãn rồi, có phải đã đến lúc nên ly hôn rồi không? Quãng đời về sau cậu sẽ chỉ sống cho chính mình mà thôi. Cô gái váy xanh bật cười, đàn bà làm gì có cái tuổi nên hay không nên ly hôn đấy. Cô gái váy đỏ tiếp tục, cậu kết hôn, tớ mừng thay cậu. Nhưng nếu không chịu suy nghĩ cẩn thận, tớ sẽ là người đầu tiên phản đối. Có người 35 tuổi mới tìm lại được trái tim thiếu nữ ngày nào, tiếc thay 25 tuổi, họ đã nóng lòng đi làm vợ người khác. Điều đáng buồn nhất trên đời không phải là đàn ông sợ đi nhầm đường, đàn bà sợ lấy nhầm người mà là phụ nữ lấy nhầm phải một người đàn ông đi nhầm đường, người đó sẽ khiến bạn đánh rơi rất mộng của bản thân, cũng khiến bạn phải chịu đủ đau khổ. Không hay. Cuộc sống hôn nhân vốn không dễ dàng chút nào, và trải qua những trải nghiệm không mấy hay ho với một người phù hợp sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Người ấy xoa dịu cảm xúc của bạn mỗi khi bạn bùng nổ vì công việc mệt mỏi, đồng thời sẽ tiếp thêm tinh thần để bạn đi làm vào ngày hôm sau. Khi người ấy mất phương hướng, bạn sẽ ôm lấy người ấy và cho người ấy sự dịu dàng như thể to bằng cả thế giới. Khi bạn mất bình tĩnh, người ấy sẽ nhẫn nhịn, sẽ để bạn thoải mái chút hết những bất mãn trong lòng. Sau đó bạn sẽ gấp cho người ấy một miếng thịt thật ngon vào bữa tối cùng ngày, mỉm cười và nói, anh ăn nhiều lên. Không cần một lời xin lỗi, tình yêu trao đi vẫn cứ hiện hữu ở mọi ngóc ngách. Đừng đánh giá thấp những thành tích nhỏ của người ấy, nếu bạn khuyến khích người ấy bạn sẽ nhận được những bất ngờ lớn hơn phía sau mỗi người chồng yêu triều vợ đều có người phụ nữ vừa đảm đang dịu dàng lại vừa biết nũng niệu thấu tình đạt lý cuộc sống hôn nhân vốn chẳng tốt đẹp gì chỉ khi gặp được người phù hợp nó mới trở nên tốt đẹp lấy đúng người thu nhập của bạn sẽ tăng lên bạn có thể học hỏi ở người những kỹ năng làm việc phong cách làm việc và phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau trong công việc một nửa kia hoàn hảo sẽ còn trở thành một cố vấn hữu ích bởi suy cho cùng những người ưu tú thường không ngừng học hỏi lẫn nhau. Lấy đúng người, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện. Bạn có thể học cách mix match đồ ăn hay quần áo từ người ấy. Bạn biết cách lên kế hoạch cho cuộc sống, biết cách quản lý thời gian, kiểm soát mọi thứ một cách hiệu quả nhất. Lấy đúng người, phong cách sống của bạn sẽ trở nên phong phú hơn dù chỉ là vài giờ sau buổi tan tầm hay cả ngày cuối tuần dài, bạn có thể cùng người ấy khám phá những cách giải trí mới, tìm kiếm những điều mới mẻ và thú vị trong cuộc sống. Không ba. Bạn bè hàng xóm xung quanh lấy vợ lấy chồng hết rồi, còn mỗi bạn độc thân thôi. Có phải bạn đang sốt ruột lắm hay không? Tôi không biết bạn đã bao giờ đến một nhà hàng siêu ho kiểu yêu cầu khách hàng phải xếp hàng. Bạn có số thứ tự rồi, và đang ngồi ở cửa chờ gọi số. Bạn vốn thích món cơm thịt kho của nhà hàng này, bạn nhìn qua khung cửa thấy thực khách đang ăn hăng say, bụng bạn cũng bất giác cồn cao. Có thể vì quá lười không thể đợi lâu hơn, bạn sẽ gọi một con gà gián ở quán vỉa hè, ăn vội ăn vàng nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về niêu cơm thịt kho kia. Cũng có thể bạn sẽ tiếp tục đợi đến khi ăn được món cơm thịt kho mình yêu thích và cả ngày sống trong cảm giác vui tươi hớn hở. Ngày hôm sau, có thể bạn đã quên mất miêu cơm đó, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại bạn vẫn rất hạnh phúc vì đã có được thứ mình muốn, và đó là điều bạn chờ đợi. Vì bạn biết mình đang chờ đợi điều gì nên sự chờ đợi của bạn trở nên xứng đáng. Yêu đương kết hôn cũng vậy, hẳn sẽ có đôi khi bạn cảm thấy hơi hoang mang không biết mình đang chờ đợi điều gì. Và rồi bạn nói, đợi một người phù hợp để lấy làm chồng. Người phù hợp là như thế nào? Có thể bạn sẽ nói là người có đạo đức tốt, nhân cách tốt yêu chịu bạn nếu vứt ba điểm mong muốn này vào giữa biển người mênh mông bạn sẽ khó lòng tìm được người như ý muốn không phải người như vậy không tồn tại mà ở mỗi người ba điểm ấy sẽ được bộc lộ theo một cách khác nhau thế nhưng nếu bạn có cảm tình với một người bạn sẵn lòng từ từ tiếp xúc và thấu hiểu người đó cơ hội để bạn phát hiện ra họ hội tụ đủ ba điều sẽ tăng lên và vậy là bạn đã tìm được người phù hợp trên đời này Tình yêu không giống như cơm thịt kho bắt bạn phải chờ đợi, bạn phải biết mình đang đợi điều gì thì mới có thể an tâm mà đợi, vì bạn biết sự chờ đợi của mình sẽ có kết quả. Chờ đợi là một giai đoạn gia tăng chất lượng cực tốt. Bạn không sợ hãi thì thời gian mới có thể giúp bạn trở nên tốt hơn. Có người 35 tuổi và phải tình yêu, đó là một độ tuổi tốt. Có người tới 70 tuổi mà biết vì tình yêu, đó vẫn là một độ tuổi tốt. Ai cũng chỉ sống một lần, cứ mạnh mẽ thẳng thắn, dám rung động, dám si mê, đời mới có ý nghĩa. Thật vô vị làm sao nếu bạn vội vàng kết hôn khi mới 25 tuổi để rồi sau này phải chịu thua thiệt, bạn sẽ quay lại tự trách mình ngốc nghếch, dặn hôn nhân hóa ra muộn còn hơn sai. Hy vọng khi muốn kết hôn, đó là lúc bạn gặp được đúng người chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Ảnh Minh Họa